Xin chào các bạn, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ nha các bạn. Đấy thì mình hôm nay mình sẽ làm một clip là nói về sai lầm khi mua pháo hoa bộ quốc phòng nha các bạn. Đấy thì các bạn tránh mắc phải. Đấy và những cái ưu nhược điểm của pháo bộ quốc phòng năm nay. Đấy, ok chưa? Đấy thì đầu tiên là mình phải nói là mình mua nói chung là mình mua cái này hơi sớm. Mình mua từ hồi tháng 7 hay tháng 8 hay tháng mình mua từ hồi tháng 8 hay là tháng 9 á. Mình sợ là kiểu đến Tết nó đắt nhỉ không? Như cái năm đầu là Tết đắt vãi chưởng luôn, Tết không có Tết toàn tiền triệu rồi. Đấy mà không mua được. Đấy thì mình rút kinh nghiệm. Nhưng mà hóa ra lại sai các bạn ạ. Đấy, mình mua sớm nhưng hóa ra lại sai. Bây giờ gần Tết rồi thì mình để ý là người bán nhiều hơn người mua à, với nhà máy là sản xuất nhiều rồi, không ít như kiểu ngày đầu nữa, nên là bây giờ nó không có giá quá cao ấy. Giá bây giờ rất là hợp lý, rất là rẻ. Và theo như gọi là mình nhận xét thì nó càng gần Tết càng rẻ. Đấy thì các bạn đừng lên mua thời điểm này nhá. Đấy, cứ sát 30 là mua cho mình. Thề luôn, càng Tết càng rẻ. Nó y như kiểu quất mới đảo đấy, càng đêm 30 càng rẻ. Đấy. Ok các bạn nhá. Đây, mình sẽ mở cho các bạn xem. Đấy. Mình mua gọi là dàn phun viên nghẽn nha các bạn. Đấy. Mình cứ nghĩ là nó mình mua lúc đấy là mình rẻ rồi nhưng hóa ra không phải. Mình mua lúc đấy là 330.000. Nhưng các bạn biết bây giờ nó bao nhiêu tiền không? 175.000. 175.000 các bạn không hình nhầm đâu. Đấy là các bạn không biết chỗ mua nhưng mà mình biết chỗ. 175.000. Có những chỗ khác là 200.000 với 250 là cao nhất rồi. Wow, quá sai lầm luôn. Đấy các bạn thấy à? Nói chung mong các bạn là không nên mắc phải như mình nhé. Đấy. Nói chung có mình nhắc cho các bạn chứ không các bạn không biết đâu. Không chẳng ai chỉ các bạn đâu. Đấy, ok các bạn nha. Thì nói chung là mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền mặt mà. Đấy, ok các bạn. Đấy thì không sao. Nói chung là có vui là được rồi. Như năm đầu mình không mua được cơ. Cũng may là không mua được đi. Tại vì năm đầu nó xấu quá. Đấy thì ok nha các bạn. Đấy thì năm nay á thì mình thấy là nó đẹp hơn này, nó ít khói hơn này. Đấy, nó bay cao hơn này, nó nhiều màu hơn này. Đấy và nó sản xuất nhiều hơn này nên là giá rẻ hơn này. Đấy quá ngon luôn các bạn ạ. Đây thì cái dây nó ở đây này, đây cái dây này thì tại sao mà nó lại rẻ? Cái của mình là sản xuất năm 2022. Đấy thì nói chung là tại sao nó rẻ thì mình sẽ chia sẻ với mọi người nhá. Tại vì á cái của mình mua là cũng là đắt của năm ngoái, năm 2023, nhưng mà nó được đầu năm 2022, năm 2022, nhưng mà của mình là cuối năm 2022, tháng 12 2022. Đấy thì nói chung là bây giờ với cái dàn như thế này mà hạn sản xuất đắt như thế này, hiện tại là chỉ có hơn 175.000, 200.000, 250 là đắt nhất, là 300. Mình mua 330, nói chung là quá đắt luôn. Đấy, chẳng có nhẽ bây giờ mình mua thêm một dàn nữa 175.000. Rẻ vỡ. Bây giờ các bạn bỏ ra gọi là 500.000 các bạn phải mua được hai dàn này. Đấy, hai dàn là còn ít đi. 175.000 các bạn còn mua được ba dàn cơ. Đấy. Ok các bạn nhá. Đấy, nói chung là các bạn không nên mua thời điểm này nhá. Thời điểm này là đang đắt. Đấy, để sát Tết mua cho mình thì luôn năm nay người bán nhiều người mua nên là các bạn cứ yên tâm. Đấy. Của mình là đắt 2022. Nói chung là nó hạn nó một năm rồi nên nó rẻ thôi, chứ còn bắn thì nó vẫn đẹp, bắn đốt vẫn đốt được bình thường, chả sao. Đấy, ok các bạn nha. Đấy thì cái dây nó đốt ở chỗ này này,
Ban đầu mình cứ tưởng to to, nhìn trên video mới nhìn trên ảnh thì rất to nha, nhưng mà ra ngoài thì bé tí á. Đây, như các bạn nhìn này nhìn to đúng không? Đây thực chất này, bé tí luôn. Quá rồi. Bé tí á, 25. Ok các bạn nha. Thì nói chung là bố mình bật tivi hơi ồn các bạn ạ, mình cay thế thì... Nhưng mà thôi, bố mình kiểu như là ngày xưa đi chiến tranh, bây giờ về bị ù nặng nặng tai. Đấy thì bật tivi to quá. Ok các bạn nha, các bạn thông cảm với mình. Đấy, thì các bạn cứ gần Tết thì mua, đừng mua hiện tại, bởi hiện tại sẽ đắt. Và mình xin thông báo là mình đã có một clip pháo xoay, thì mình sẽ lên vào ngày mai nha các bạn nha. Hẹn các bạn vào ngày mai xem pháo xoay. Đấy, hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn sai lầm phải trả giá bằng tiền mặt của mình. Đấy, mà những sai lầm mà không ai bảo cho các bạn. Đấy, ok các bạn nhé. Nha. Các bạn xem thì thứ hai thì like đăng ký kênh mình nhá. Đấy, 30 Tết mình sẽ đốt cái này và quay lên cho anh em xem. Ok luôn, uy tín luôn. Hoặc là clip này mà được 100k view thì mình cũng đốt. Ok chưa? Đấy. Hoặc là bất kỳ clip nào trên kênh mình mà đạt được 100k view mình đốt luôn. Chơi lớn luôn anh em nha. Ok anh em. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip và hẹn các bạn ở clip ngày mai. Ok. Thank you.